Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Trong video này mình xin hướng dẫn cho mọi người cái cách mà mình cài KeyMaster và CapCut lên máy tính ha. Thì để cài KeyMaster và CapCut lên máy tính thì mình sẽ thao tác bằng chuột, nó sẽ dễ dàng hơn là mình thao tác lên điện thoại nha mọi người. Mình thao tác trên máy tính thì nó rộng rãi hơn ha. Mình có thể rê chuột nè, mình làm thì nó dễ hơn. Thì để mà mình cài được á lên máy tính á, thì mình phải dùng một cái phần mềm giả lập Android nha mọi người. Thì cái phần mềm giả lập Android đó là Lustac. Đây, thì cái phần mềm giả lập này á, nó là một cái trình giả lập nó quảng cáo là số 1 thế giới về chơi game. Thì mình thử ha, thì tải ngay, nó có bản Lustac 10 và Lustac 5. Thì các bạn có thể tải trực tiếp cái bản Lustac 10, mình nghĩ cái bản này mới hơn ha. Rồi, khi các bạn tải xong rồi thì nó hiển thị đây, thì bạn lít phải chuột bạn cài lên thôi. Rồi mình bấm install now. Ok, đây, nó đang chạy nha mọi người. Cái này thì nó càng nhanh, nó đào xuống mấy trăm mê, khoảng 426 mê ha, tốc độ download cũng khá là nhanh. Rồi ok, nó đào xong rồi ha. Giờ là việc kế tiếp là nó sẽ cài cho mình. Các bạn nào mà muốn chơi game di động á, các bạn muốn màn hình rộng á, các bạn có thể chơi trên này luôn ha. Chơi nó cũng không có bị lag ha. Rồi, check your system. Đây này, nó báo là nếu mà mình cài mà gặp cái phần mềm gì virus mà nó không cho cài thì các bạn có thể tắt đi ha, nếu mà bạn cài. Mình nghĩ đây cũng là một cái công cụ khá là hay, phần mềm giả lập Android khá là hay. Rồi lát mình cài xong mình sẽ chỉnh sửa trực tiếp lên cái phần mềm được cài trên máy tính luôn ha, để cho mình xem luôn. Rồi ok, sau khi nó cài xong á thì mình sẽ mở lên, nó kêu mình mở nè, you can launch app player from here, mình mở từ đây ha, hoặc là sạp từ đây ha, mình bấm đây thử. Đây là Lustac. Rồi, trong đây nó có Play Store này. Nó có một cái giống như cái cài đặt này, nó giống như là một cái điện thoại của các bạn vậy. Y chang luôn, không khác gì hết. Rồi, đây mình vô cài đặt ha. Mình sẽ chọn thiết bị. Dù giờ mấy bạn chọn thiết bị này. Phone thì bạn chọn cái nào nó bự bự xíu, ví dụ cho nó mạnh mạnh, cấu hình nó mạnh xíu cũng được. Mấy bạn chọn S21, S20 LED gì này đó. Lưu lại luôn để nó cấu hình máy nó lên nó mạnh mạnh xíu ha, để bạn chơi game cho nó sướng ha. Rồi để cài đó thì mình có thể là mình vào mình gõ trực tiếp cái KeyMaster. KeyMaster. Này không biết KeyMaster mấy ta? KeyMaster 6. Ok, anh này bản 6 vẫn mới nhất rồi. KeyMaster 5 thì nó khuyến cáo mình update lên bản 6 anh.
Rồi bây giờ mình sẽ cài trực tiếp này. Rồi, nó khuyến cáo mình là cái bảng này là mình cài trên cái bảng 64 bit á. Nó kệ này, mình bấm đừng có hiển thị lại, do it later. Welcome to Sky Master. You are read to our time of service and privacy policy when you starting Sky Master. Okay. Rồi mình start luôn. Rồi mình bấm new project luôn. Rồi mình chọn màn hình 16.9, mình create luôn. Mình allow luôn. Nó hỏi Sky Master to allow to access photo media and file on your device. Ok, nó hỏi có chấp nhận truy cập vô mấy cái thư viện của bạn không. Rồi. Đây đầy đủ nha mọi người. Mở to cho mọi người coi, coi ha. Thì đây có thể mình lấy cái video trực tiếp này mình dựng chỉnh sửa luôn. Nó mình thao tác cái này thì dùng mấy bạn muốn hướng dẫn làm cái gì đó. Thì bạn có con chuột này sẵn luôn. Dễ dàng hơn ha. Âm nhạc cũng vậy, nghe thử luôn ha. Đó, mình mở nhỏ nhỏ lên xíu ha. Rồi. Thử lên cái file này thử. Ok, bấm download luôn. Thử 17 MB. Rồi. Rồi mình về đây thử. Sau cái dự án mới. Rồi vô đây. Cái này mình download rồi nè, của mình nè. Sao nó không cho mình lấy đây ta? Mình thử lại cho mọi người. Đây, vô image. Videos. À đây, nó nằm trong này. Mình xin lỗi nha. Đây là cái sông mình đào này. Đó, cái này nè. Mình đào cái này vô. Đào cái dòng sông vô. Rồi, ok. Rồi, mình đã có rồi. Rồi, các bạn làm rất là nhanh ha. Mình có... Đó, bây giờ mình muốn lồng thêm âm thanh thì mấy bạn làm vô đây thôi, audio nè. Mấy bạn chọn music nè. Đó. Nó sẽ connection có rối lầm. Chờ mình tí. Cho nó sẽ có. Rồi, đây là cái
ứng dụng CapCut mọi người. Ứng dụng CapCut mọi người. Bây giờ thí dụ mọi người muốn đào cái ứng dụng CapCut thì mọi người chỉ việc là có cái CapCut ha. Bắt mình đăng nhập ha. Ok, mình đăng nhập mà mình có thể đăng nhập mình lấy sao ngon cài về CapCut. Mình mở trên cái Lustac này. Mình mở trên cái này nè. Thì nó không cần là bạn cái này nó cũng bắt đăng nhập hết à. Đăng nhập thì mình phải đăng nhập vô Google Play này. Thì các bạn vô đây các bạn đăng nhập rồi xong các bạn tải cài đặt ha. Rồi, lỡ là làm mình làm. Cho mọi người xem luôn. Bây giờ mấy bạn cài vô cái khắp hết rồi, vậy là xong. Ở đây cũng có nhiều cái như vậy, các bạn có thể cài trực tiếp đây luôn ha. Rồi các bạn không mở luôn nè, đó, accept new project. Lâu luôn. Rồi video stop gì đó mấy bạn có thể mở trên trực tiếp trên này luôn nè. Đó. New project. Tại trên này mình chưa có cái hình nè. Các bạn vô đây mấy bạn lấy cái hình này được. Rồi bạn hết chưa? Rồi xong. Mình chạy thử. Đó, mình làm giống y trên điện thoại nha mọi người. Đó. Mình thấy vô thêm chữ rồi. Em test đây. Đó. Test VN. Vlog. Ok, đây là effect nè. Cái này cho cái màu chữ ta chạy thử đây. Có dự án này làm cái dự án mới delete yes. New ha, stock ha, vn rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Nếu mọi người cảm thấy video hay hữu ích thì mọi người cho mình xin like nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để mình ra tiếp mấy video sau nha mọi người. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.